Chào mọi người, trong cái vlog ngắn kỳ này mình sẽ chia sẻ về cái mục đích cuối cùng của sự hiểu biết đó là gì. Trong các vlog kỳ trước mình đã chia sẻ về tri thức là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trí thức. Tri thức là những gì mình học hỏi từ sách báo, phương tiện truyền thông, truyền miệng, từ những cái trải nghiệm của người khác và của bản thân mình. Còn trí thức là thuộc về hướng nội, nghĩa là quan sát, đứng ở cửa giữa quan sát cái cách mà mình phản ứng với lại cái môi trường bên ngoài, chẳng hạn như một lời nói của một người khác hoặc là một cái sự kiện, sự việc nào đó ở bên ngoài nó tác động vào mình, thì mình nghiệm lại cái nội tâm của mình á, cái tâm trạng của mình phản ứng như thế nào trước cái sự việc hiện tượng đó. Chẳng hạn như mình còn đi học, giáo viên phê bình góp ý mình cái điều gì đó, thì mình sẽ quan sát cái nội tâm mình lúc đó là mình có bị tự ái hay không, có bị phiền não, có bực tức, hờn giận, quán ghét người ta, nghĩ chửi thầm trong bụng giáo viên đó hay không, vì họ làm cho mình bị quê, làm cho mình bị xấu hổ trước đám đông này nọ. Đó gọi là trí thức, nghĩa là mình đứng ở cửa giữa để mình nhìn cái nội tâm của mình phản ứng với lại cái sự việc bên ngoài như thế nào. Đấy, rồi thì cái trí thức nó cũng chưa phải là cái điểm đến cuối cùng, mà cái điểm đến cuối cùng đó là cái sức mạnh của tinh thần. Cái điều này được mô tả như sau. Chẳng hạn như bây giờ mình đang đi trên một cái chiếc thuyền đang hướng ra đại dương. Mình nói với người thuyền trưởng một câu: trông ông có vẻ mệt mỏi vậy, ông bị say sóng hả? Cái người thuyền trưởng đó họ trả lời lại rằng: trời ơi, tao cả đời này sinh sống mưu sinh ở trên biển, làm gì có chuyện say sóng. Ông trả lời như vậy và ông cảm thấy hoàn toàn tự tin với lại cái sức khỏe của mình, với cái bản lĩnh của mình ở trên sóng biển. Có nghĩa là ông rất là khỏe mạnh, không bao giờ bị say sóng, tại vì cả đời của ông đã gắn bó với biển cả rồi, không bao giờ có cái chuyện đó. Ông tin tưởng như vậy và ông biết chắc chắn rằng như vậy. Như vậy thì mọi người có thể thấy được rằng cái đích đến cuối cùng á, nó không phải là dừng lại ở cái trí thức nữa, mà nó là hình thành một cái sức mạnh tinh thần rất là mạnh mẽ, rất là bản lĩnh, rất là kiên quyết, kiên cường và chắc chắn, không có gì làm cho mình lay động được nữa. Thì đó chính là cái sức mạnh tinh thần đó, chứ không phải là dừng lại ở cái trí thức đâu. Tại vì trí thức là nó là giúp mình quán xét cái nội tâm của mình để mà mình diệt những cái tiêu cực, phiền não, những cái điểm yếu của mình. Mình nhìn, mình thấy được cái điểm yếu của mình và mình diệt cái điểm yếu đó, thì đó là cái nhiệm vụ, vai trò của trí thức. Sau khi mà diệt xong rồi á, thì nó sẽ tạo thành một cái bản lĩnh và một cái sức, nó sẽ tạo thành một cái sức mạnh tinh thần rất là vững vàng, vững chãi, không có gì mà làm cho mình lay động được hết. Giống như là một cái cây đại thụ, cái rễ bám sâu vào lòng đất, gió bão táp như thế nào cũng không thể nào mà làm cho chốc gốc lên được hết. Do đó mình xin tóm lại ba cái chữ mà mình rất là tâm đắc, và đây chính là cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Thì thứ nhất á, là nó phải có cái niềm tin tuyệt đối. Thì cái niềm tin tuyệt đối này nó sẽ đặt ở cái chỗ là cái trí, có nghĩa là mình đứng ở trên cái quan điểm nào thì mình sẽ luôn luôn vững tin ở cái quan điểm mà mình đã chọn, cái chân lý mình đã chọn. Thì cái trí hiểu biết, quan sát nó sẽ xuất phát từ cái điểm đó. Chẳng hạn như mình tin rằng là định mệnh nó sẽ luôn tạo ra những cái thử thách, những cái sự việc mà làm cho mình bất an. Nếu mà mình bất an là mình bị sập bẫy của cuộc đời, tại vì cuộc đời nó đã gài bẫy mình rồi, mình đã hiểu rồi mà mình lại bị cho, lại đưa cái chân vô cho nó sập bẫy nó, thì thật là ngu si. Đó thì cái hiểu biết, cái trí của mình á, mình hiểu như vậy, mình tin tuyệt đối là như vậy,
Nên khi mà trở ngại đến á, thì mình sẽ không để cho cuộc đời nó hả hê vì nó đã gài bẫy được mình đó. Thì đó là cái niềm tin tuyệt đối. Cái thứ hai nữa là cái sự quyết tâm. Cái sự quyết tâm nghĩa là gì? Quyết tâm có nghĩa là giống như thời chiến á, có một cái câu đó là quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh à. Thì khi mà mình có được cái sự quyết tâm đó thì là không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn một cái hoài nghi nào hết à. Là chỉ còn một cái con đường duy nhất, đó là quyết tâm. Một là chiến thắng, hai là chết trong vinh quang à. Thì đó là cái quyết tâm. Nếu mà không có quyết tâm này rồi á, thì là cái gì nó cũng dở dở ương mà thôi, nó sẽ không đạt được một cái gì cả. Giống như thời đi học đi à, một người là cho dù họ có cái phương pháp học tập đúng đắn, khoa học, nhưng mà không có quyết tâm, không có quyết chí để mà đạt được một cái thành tích gì đó thì là cũng sẽ không bao giờ đạt được. Nên học cũng chỉ là lền bền cho nổi thôi. Rồi cuối cùng đó là cái sự kiên trì, bền bỉ. Giống như là đi tập tập tạ, không thể nào mà bữa nay tập xong rồi tháng sau mới đi tập tiếp nữa à, nó bị gián đoạn kiểu đó, nó không có siêng năng, không có liên tục như vậy, thì cái sức mạnh của sự tập trung á, nó bị phân tán ra, giờ mình không thể nào mà gom nó lại để mà củng cố cho cái sự quyết tâm được. Nó phải giống như là rèn luyện cái thể hình vậy, nó phải luôn luôn có cái sự kiên trì, bền bỉ, bền chí trong một cái thời gian dài thì nó mới tạo ra một cái sức mạnh giống như cái cơ bắp của mình vậy. Phải luyện rất nhiều và đúng theo cái trình tự, cái lộ trình đó, thì nó mới phát triển được cái sức mạnh cơ bắp. Sức mạnh tinh thần cũng vậy, không thể nào mà tùy hứng, lúc nào vui thì có hứng, còn lúc nào mà thấy bị tụt mút rồi, không có tâm trạng thì là bỏ bê. Nên như vậy là cái kiểu đó là không có bao giờ mà đạt được cái thành tích gì cả. Cái tinh thần mãi mãi là cũng chỉ là con rối của cuộc đời mà thôi. Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe vlog, like và subscribe để cùng chia sẻ những cái phương pháp làm chủ tâm trạng nhé. Trong kỳ sau thì mình sẽ nói về những cái chiến lược để mà mình đấu trí với chính bản thân mình.